Chào mừng bạn đã quay trở lại với series mới của đội ngũ phát triển nội dung trên YouTube Nguyễn Thành Tiến. Sổ đỏ, sổ hồng, sổ xanh, sổ trắng, tên gọi chắc hẳn đã là quá quen thuộc với những người đầu tư hay làm việc trong lĩnh vực về bất động sản rồi phải không ạ? Vậy thì nếu bạn là người mới thì sao? Bạn đã nắm rõ được từng khái niệm cũng như tầm quan trọng của nó hay chưa? Nếu như câu trả lời là chưa hay là vẫn còn đang mơ hồ thì đừng lo, video này được làm ra để dành cho bạn đấy. Đầu tiên, chúng ta hãy đi trả lời câu hỏi tại sao lại gọi là sổ hồng, sổ đỏ? Những quyển sổ đó là gì đấy? Để có thể hiểu đơn giản thì tất cả những tên gọi ở trên đều đang nói về một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc là sở hữu đất và được đặt tên dựa theo màu sắc của bìa giấy chứng nhận. Ví dụ như, từ ngày 10 tháng 12 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu giấy chứng nhận mới áp dụng chung trên phạm vi cả nước với tên gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có bìa màu hồng, cho nên nó có tên gọi là sổ hồng. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài phát triển của đất nước, chúng ta lại có khá nhiều loại giấy chứng nhận như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Điều này đã khiến cho việc nắm bắt một cách chính xác về các loại giấy tờ pháp lý về đất đã trở nên khá là mông lung với nhiều người ở Việt Nam. Chỉ cho tới gần đây thì Luật Đất Đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi giấy chứng nhận mới. Cụ thể là tại khoản 16 điều 3 Luật Đất Đai năm 2013 đã nêu rõ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giúp bạn có thể phân biệt được những loại sổ cơ bản được sử dụng nhiều và thông dụng nhất, cũng như làm rõ một vài vấn đề cần chú ý với loại giấy tờ chứng nhận về đất mới nhất, hay còn được biết đến với cái tên là sổ hồng mới. Theo dòng thời gian từ thời cha ông ta đến giờ thì đã xuất hiện 5 loại giấy tờ chứng nhận đất đai được cho là thông dụng nhất. Thứ nhất, sổ trắng. Đầu tiên là sổ trắng. Xuất hiện đầu tiên vào giai đoạn những năm 1975, đây được coi là tiền đề cho những loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất về sau được hình thành. Sổ trắng là những giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất đã được nhà nước công nhận từ rất lâu trước đây, như là giấy được cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, có văn tự đoạn mại bất động sản, bằng khoáng điền thổ. Giấy được cấp sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có giấy phép mua bán nhà, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận hoặc quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở. Những giấy trắng sau thời điểm này vẫn còn nguyên giá trị pháp lý về nhà đất. Diện tích đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có thể xem là chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính. Theo Luật Đất Đai mới được sửa đổi năm 2009, thì người sử dụng đất được cấp sổ trắng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009, thì có thể yêu cầu chuyển đổi sang sổ hồng. Thứ hai, sổ xanh. Tiếp theo là sổ xanh. Có lẽ không phải là cái tên quá là quen thuộc như sổ trắng, sổ đỏ hay là sổ hồng đúng không? Trên thực tế thì Luật Đất Đai năm 2013 chưa khái niệm về sổ xanh là gì. Đây chỉ là tên thường gọi của người dân dựa theo màu sắc của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở dĩ nó có tên gọi là sổ xanh là do cuốn sổ có bìa màu xanh da trời. Bản chất của nó là một sổ chứng nhận quyền sử dụng đất do lâm trường, cơ sở sản xuất chuyên gây trồng và khai thác rừng cấp cho người dân để quản lý, khai thác và trồng rừng. Tuy nhiên thì loại sổ này có thời hạn hay còn được gọi là hình thức cho thuê đất. Mặc dù độ phổ biến của sổ xanh không thể sánh bằng sổ đỏ hay là sổ hồng và cũng không được nhắc đến thường xuyên trong các văn bản pháp luật hiện nay, thế nhưng mà sổ xanh vẫn góp mặt trong nhiều giao dịch và làm cho không ít khách hàng cảm thấy lăn tăn, bối rối khi phải động đến sổ xanh. Vì vậy, sổ xanh tuy cũ nhưng lại mới đối với những ai thiếu kinh nghiệm và chưa đủ hiểu biết về pháp lý. Thứ ba, sổ đỏ. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cái tên quen thuộc nhất, được mọi người dùng nhiều nhất khi nói về đất đai hay nhà ở, đó chính là sổ đỏ. Loại sổ này có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bạn có thể thấy rõ bìa của nó có màu đỏ. được cấp căn cứ theo Nghị định 64 năm 1993 và Thông tư 346 năm 1998 của Tổng cục Địa chính. Sử dụng cho nhiều loại đất cụ thể là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất ở thuộc khu vực nông thôn, đất chuyên dùng. Các loại các thửa đất có công trình nhưng không phải là nhà ở, thửa đất ở chưa có nhà hoặc nhà tạm thuộc nội thành phố, nội thị xã, thị trấn. Thế nhưng trong thực tế thì sổ đỏ lại được chia ra làm hai kiểu như sau. Mẫu thứ nhất là chỉ có đất. Mẫu thứ hai là có cả đất và tài sản gắn liền với đất được cập nhật vào sổ. Tiếp theo ở đây tôi cũng sẽ đưa thêm một vấn đề mà nhiều người mắc phải rồi chưa thể tìm hiểu sâu. Như tôi vừa giải thích thì sổ đỏ gắn liền với đất nông nghiệp và lâm nghiệp, cho nên đa số sổ đỏ sẽ được cấp cho hộ gia đình, nó khác hẳn với loại sổ cấp cho cá nhân. Vậy thì hai loại này khác nhau ở đâu và được sử dụng như thế nào? Đầu tiên sẽ là sổ cấp cho hộ gia đình. Trước đây thì chỉ ghi tên chủ hộ, thì tất cả các thành viên của hộ gia đình có tên trên sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp sẽ có chung quyền sở hữu. Con cái sinh sau thời điểm cấp sổ thì sẽ không có quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi thực hiện các quyền chuyển nhượng thì bắt buộc phải có sự đồng ý của những thành viên có chung quyền sở hữu. Còn đối với sổ cấp cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân thì những cá nhân có tên trên sổ mới có quyền sử dụng. Thứ tư, sổ hồng. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ đi đến loại sổ mà rất nhiều người quan tâm, đó chính là sổ hồng. Sổ hồng hiện nay cũng đã được chia ra hai loại mới và cũ, và chúng có điểm nào khác nhau? Tôi và bạn cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên sẽ là sổ hồng cũ. Sổ hồng cũ có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở. Theo từng giai đoạn thì sổ hồng cũ cũng từng có quy định khác nhau về mẫu. Mẫu thứ nhất là mẫu được cấp theo Nghị định 60 ngày 5 tháng 7 năm 1994 và được cấp cho đất ở tại khu vực đô thị. Trên giấy chứng nhận sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về chủ sở hữu và thực trạng nhà đất. Còn mẫu thứ hai là mẫu được cấp theo Điều 44 Nghị định 90 năm 2006 sau khi Luật Nhà ở 2005 ra đời. Mẫu sổ này sẽ được cấp cho những trường hợp chủ sở hữu đồng thời là chủ sở hữu đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư. Và cuối cùng là sổ hồng mẫu mới. So với sổ hồng cũ thì sổ hồng mới được sửa đổi và đa dụng hơn rất nhiều. Không chỉ có đất đô thị mới được cấp sổ hồng mà theo Nghị định 88-2009, Nghị định Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2009. Tất cả các loại đất khi có đủ điều kiện thì sẽ đều được cấp sổ hồng mẫu mới. Sổ mẫu mới có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vì đây là mẫu sổ thông dụng được cấp hiện nay, cho nên chúng ta sẽ cùng dành ra thêm một chút thời gian để có thể đi sâu vào tìm hiểu nha. Ở đây tôi muốn bạn lưu ý về 3 điều như sau. Đầu tiên sẽ là việc sổ đỏ có gì giống và khác với sổ hồng. Tại sao nhà nước lại phải chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng? Tôi sẽ cố gắng giải thích thật đơn giản cho các bạn có thể nắm bắt dễ dàng. Chứ thực chất, xoay quanh nó thì còn rất là nhiều vấn đề mà sẽ có thể tôi sẽ làm một video riêng để nói về nó. Vấn đề này sẽ nằm ở hai giá trị như sau. Giá trị pháp lý. Hiện nay, sổ hồng và sổ đỏ đều có giá trị pháp lý thể hiện ở tài sản được ghi nhận quyền, bao gồm quyền sử dụng đối với đất và quyền sở hữu đối với nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Thêm vào đó, sổ chỉ là giấy ghi nhận quyền gắn liền với đất đai, còn bản thân sổ thì không có giá trị độc lập. Giá trị thực tế. Giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như vị trí, diện tích thửa đất, tình trạng cũ hay mới của nhà ở và số lượng tài sản khác gắn liền với đất như cây trồng, quy định giá trị thực tế của sổ đỏ và sổ hồng. Rồi, tiếp đến, tôi sẽ nói về việc đối với những loại giấy tờ đặc biệt như thế này thì các cơ quan chức trách nào sẽ có thẩm quyền ký duyệt và cấp phát cho người dân. Thứ nhất, đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai. Theo quy định tại khoản 1 điều 5 của nghị định này, thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong các trường hợp sau. A. Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. B. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Thứ hai, đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai. Theo quy định tại khoản 1 điều 5 của nghị định này, thì việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thực hiện như sau. A. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. B. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Và sau cùng thì trong cuốn sổ mẫu mới này sẽ chứng nhận các nội dung nào? Thứ nhất là chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ hai là chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Thứ ba là chứng nhận quyền sử dụng công trình xây dựng. Và thứ tư là chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng ở thời điểm hiện tại. Cuối cùng, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì tôi hy vọng sẽ giúp cho bạn bổ sung thêm một kiến thức nào đó để bạn củng cố thêm kiến thức về bất động sản của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để đón xem những video mới từ kênh YouTube Nguyễn Thành Tiến Official các bạn nha.